xin chào các bạn và trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cái điều gì nó là cái thứ quan trọng nhất ở trong video các bạn thân mến thì ở trên cái nền tảng video thì rõ ràng video phải là một cái điều quan trọng nhất rồi và ở trên tiktok cũng vậy cũng chẳng có gì khác được đó chính là cái nền tảng video ngắn điều gì làm nên một cái video nó quan trọng và ở trong video thì chúng ta đã biết rồi nó chỉ có hai thành phần đó chính là phần hình ảnh và một cái phần thứ hai đó là phần âm thanh. Vậy thì chúng ta sẽ phải cùng nhau uh, mổ xẻ ở hai phần này. Đối với phần hình ảnh thì uh, nếu như tất cả những cái video mà các bạn có thể download từ uh, TikTok một cách dễ dàng và các bạn có thể ngay lập tức có thể áp ngược trở lại lên TikTok thì những cái video đó thì uh, nó không được đánh giá cao. Và chính vì vậy nó chúng chúng ta khi mà muốn nó phát triển được cũng như là nó có lượng xem nhiều thì một trong những cái điều mà bắt buộc các bạn phải làm đó là phải đặt được dấu ấn cá nhân của mình vào trong cái video đó thì để làm được cái dấu ấn cá nhân các bạn có thể là làm những cái phương pháp ví dụ như là các bạn phải uh, xáo trộn lại cái video không theo thứ tự ban đầu của nó thì khi đó nó đã được thay đổi uh, bạn cũng có thể là gì thêm chữ vào những cái uh, gọi là cái thêm sắp vào đấy ạ, là những cái chữ vào đây thì làm cho cái video nó cũng biến đổi rồi là cái dấu ấn cá nhân các bạn phải đặt được vào là một cái phần rất quan trọng đó chính là phải có sự hiện diện khuôn mặt của bạn và các bạn đừng quên việc hiện diện khuôn mặt của mình ở trên cái video nhé bởi vì là chúng ta đang là nằm trong cái khóa học này ấy. đó là gì chúng ta làm cái phương pháp là reupload mà reupload thì mình đã lấy hình ảnh của người khác rồi à, thì cái việc mà chúng ta cá nhân hóa nó là cái điều rất cần thiết và đó là điều bắt buộc để bạn thành công ở đây bạn cũng có thể thêm những cái thành phần trang trí cho cái video như là những cái sticker, những cái um, những cái biểu tượng vào để làm cho nó thay đổi video. Và một trong những cái nữa mà bạn có thể làm được nữa đó là gì ạ? Các bạn có thể đặt một cái background ở dưới cùng, sau đó bạn đặt cái video lên và phóng to thu nhỏ video thì làm cho video nó biến đổi. Như vậy là cái phần về hình ảnh là chúng ta đã xong rồi này. Còn một cái phần thứ hai đó là âm thanh thì khi các bạn lấy cái video của người khác thì tuyệt nhiên các bạn không được phép sử dụng âm thanh của họ nhé bởi vì nếu bạn dùng âm thanh của họ thì nó cái độ giống nhau là nó rất là uh, gần như là trùng nhau luôn cho nên là các bạn phải loại bỏ ngay cái phần âm thanh của cái video ra sau đó là bây giờ bạn sẽ thêm cái phần thuyết minh bằng cái giọng nói của bạn vào thì cái video cũng được thay đổi đó thì khi bạn thuyết minh vào rồi thì cái dấu ấn cá nhân của bạn lại được đặt lại một lần thứ hai ở trong cái video này nữa và ngoài ra cái vấn đề âm thanh ở trong này chúng ta có thể chèn thêm âm nhạc vào và để cho đó đảm bảo cái tính và việc sau này các bạn có thể có thể quảng cáo cho cái video này thì các bạn tốt nhất là không nên để âm thanh nhạc nền và cái nhạc nền ấy, thì chúng ta sẽ chèn vào trong cái lúc mà chúng ta up cái video lên các bạn nhé và cái video ngắn này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai thành phần quan trọng của video và cái video này mình xin được kết thúc ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo